đoạn 2016-2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn các cấp công đoàn đăng ký thi đua với những nội dung và hình thức thiết thực, sát thực tế, sát cơ sở, phát huy tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đóng góp sáng kiến, hiến kế, nghiên cứu đề tài khoa học, mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất kinh doanh với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Từ những kết quả đạt được, hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức tuyên dương 51 tập thể và 161 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, nổi bật trong các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động. Mỗi tập thể, cá nhân, dù công tác trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có chung một niềm đam mê, cống hiến sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được các cấp công đoàn tập trung và hướng vào trọng tâm, nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến thủ tục hành chính, chống quan liêu hách dịch, giảm phiền hà cho nhân dân. Phong trào dạy tốt, học tốt, cuộc vận động kỷ cương, tình thương, trách nhiệm của công đoàn ngành giáo dục thành phố. Phong trào nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân. Thực hiện 12 điều y đức của công đoàn ngành y tế thành phố. Đặc biệt, thực hiện chủ đề năm 2019, năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội. Các cấp công đoàn thành phố đã triển khai nhiều phong trào, chương trình mới, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính. Điển hình như chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của công đoàn cơ sở Cục Thuế thành phố, phong trào làm hết trách nhiệm, thân thiện, minh bạch, hiệu quả của công đoàn cơ sở Cục Hải quan thành phố. Các cá nhân có thể kể đến sáng kiến cải tiến quy trình khám sức khỏe cho người lao động của bà Nguyễn Thị Huỳnh Nương, công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế quận 10. Sáng kiến làm thế nào để học sinh lớp 1 tích cực học tập của bà Phan Thị Thanh Thảo, công đoàn cơ sở trường tiểu học Ngã Ba Dòng thuộc Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn. Phong trào thi đua trong các doanh nghiệp luôn sôi động với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo ra nhiều giá trị làm lợi cho doanh nghiệp. Với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã tích cực tham gia chuyên môn, vận động công nhân lao động, phát huy tính năng động sáng tạo trong việc chuyển đổi cách thức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thích ứng với cơ chế thị trường, mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu cải tiến mẫu mã, bao bì, đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, HACCP, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Từ đó tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, mẫu mã bao bì đẹp, giá thành hạ, được thị trường và người tiêu dùng ưa chuộng. Nhiều sản phẩm được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao, cạnh tranh được với hàng ngoại nhập và xuất khẩu, đã góp phần mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước. Có thể kể đến công trình nhà kho chứa thành phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, công trình dự án xưởng South của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, sáng kiến trong việc chế tạo máy ép nóng của ông Lê Văn Thành, công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giày Thiên Lộc, quận 12, sáng kiến giảm phát thải chất thải nguy hại trong sản xuất nhờ cải tiến quy trình tái chế hoàn toàn lượng phế phẩm THF của ông Hà Trầm Huy, công đoàn Công ty Cổ phần Tico, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú. Qua, công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đệm Vạn Thành luôn ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản cao hơn luật và có lợi cho người lao động hơn, luôn quan tâm giải quyết kịp thời các thắc mắc về pháp luật của người lao động, phát động tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua, nhất là thi đua trong lao động sản xuất, với nhiều sáng kiến như tự đổ các khuôn mẫu các loại đệm gối, xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường, sáng kiến rút gọn công đoạn tiết kiệm năng lượng dây chuyền sản xuất đệm gòn, thay đổi motor cho 30 lô máy đánh gòn từ 11kW lên 20kW, sáng tạo hệ thống bơm mũ từ ly tâm sang sản xuất nệm cao su, với tổng giá trị làm lợi cho các sáng kiến hơn 3 tỷ đồng. Thị trường cạnh tranh rất là nhiều, cho nên tôi quyết định rằng là phát động cho các anh em về cái lao động sáng tạo và lao động giỏi. Thì bên cạnh đó là chúng tôi đang tổ chức để mà sửa chữa lại những cái máy móc, để thiết kế lại những cái máy móc và làm những cái công cụ để mà giảm bớt chi phí. Thì bên cạnh đó là có cái nhà máy gòn. Thì sau khi máy gòn đó là của dàn máy nhập từ Hàn Quốc về thì rất là rườm rà và những năng suất thì không cao, nhưng mà cái sản lượng mà nhu cầu cần thì rất là cao. Thì cho nên tôi quyết định là xin ý kiến ban giám đốc
là tổ chức cho bên những anh em bên công đoàn, thì tạo ra là cái máy là phải bỏ bớt cái phần máy phụ và tăng cái motor mạnh lên, thì sản xuất năng lượng năng suất lên rất là cao và đảm bảo được cái hàng hóa giao cho khách hàng. Còn bên cạnh đó là có cái nhà máy là bên cái phòng sấy cao su, thì bên hàng cao su mà từ em ra là mà không sấy kịp, tại vì trước đây là nó là nhà máy bằng xây bằng xi măng, thì bây giờ chúng tôi thiết kế lại là bằng inox, thì cái lượng nóng nó đầy đủ, giảm đi 48 tiếng đồng hồ, thì chỉ cần 2 ngày là tôi đã đạt được sản phẩm. Đó là đáp ứng được cái nhu cầu cho khách hàng mà mình vẫn rất là hài lòng về cái cách mà của những công đoàn của mình, công nhân của mình. Công đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị là đơn vị dẫn đầu trong cụm thi đua của Công đoàn cơ sở Giao thông Vận tải về phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Có 12 đề tài sáng kiến giải pháp cải tiến được áp dụng thực tiễn tại đơn vị và được Hội đồng Sáng kiến Sở Giao thông Vận tải công nhận tổ chức hiệu quả phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, duy trì, quản lý trực tiếp bếp ăn tập thể, phục vụ bữa ăn giữa ca cho người lao động. Công đoàn tôi cũng đã phát động, vận động cán bộ viên chức tích cực thực hiện các cái phong trào về sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thì trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, là tại đơn vị có tổng cộng được 17 cái sáng kiến của cán bộ viên chức, thì trong đó có 14 cái sáng kiến được Sở Thông Vận tải công nhận. Thì về các sáng kiến cải tiến kỹ thuật này đều gắn liền với các cái nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, trong đó một số các cái giải pháp nổi bật như là xây dựng cái chương trình quản lý về số liệu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, xây dựng cái giải pháp tích hợp dữ liệu phục vụ cho cổng thông tin giao thông, và bên cạnh đó là một số các cái giải pháp gắn liền với công tác vận hành bảo trì công trình đường hầm sông Sài Gòn. Các cái giải pháp này cũng đã rất là mang lại nhiều cái hiệu quả và tiết kiệm cho ngân sách. Với vai trò chủ tịch công đoàn cơ sở ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Đình Dũng, giám đốc trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, công đoàn viên chức thành phố đã không ngừng nghiên cứu, đầu tư suy nghĩ để có phương pháp lãnh đạo hoạt động công đoàn cơ sở và các công đoàn cơ sở thành viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho viên chức, người lao động. Đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 19 năm 2019, có nhiều cách làm sáng tạo trong tổ chức tuyên truyền vận động viên chức lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao. Những cái quy trình này, những cái công nghệ này mà được đặc biệt là 7 cái tiến bộ kỹ thuật quốc gia thì đã mang lại tính lan tỏa trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên cũng như vùng Đông Nam Bộ. Và ví dụ như là những quy trình nhân giống lan hay nhân giống dưa lưới, nhân giống ớt, và quy trình xử lý bảo quản, xử lý sau thu hoạch, thì cũng như quy trình canh tác trồng dưa lưới, trồng dưa leo và trồng cà chua, thì những cái quy trình này đã mang lại theo phương thức canh tác mới, từ cái canh tác truyền thống sang canh tác hiện đại, của đáp ứng được những tiêu chí về đồng đều về cái chất lượng cũng như cái sản phẩm cũng như về cái năng suất và cũng như là cái độ đồng đều của sản phẩm. Cái sự hao hụt trong cái quá trình thất thoát sau thu hoạch ấy thì sẽ giảm xuống còn 1-2% thôi. Thì như vậy nâng cao được giá trị sản phẩm, giảm được cái được mùa thì mất giá, mà được giá thì mất mùa, thì như vậy là giúp cho con an tâm công tác. Những quy trình này ấy, thì mà khi mà áp dụng ấy, thì có thể tăng lên gấp 3 lần so với canh tác truyền thống. Trên cơ sở đó thì cái tính lan tỏa của cái quy trình công nghệ ấy, sẽ lan rất là rộng, không phải thành phố Hồ Chí Minh nữa mà bây giờ nó lan tỏa ra từ tận miền Trung, từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng như các tỉnh ở miền Tây, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An và Tiền Giang, cũng như các tỉnh ở trên Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng, cũng Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, thì chúng tôi đã triển khai những cái quy trình tiến bộ kỹ thuật này. 51 gương tập thể và 161 cá nhân được tuyên dương hôm nay với nhiều công trình sáng kiến tiêu biểu đã tiếp tục là tiền đề cho phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động thành phố ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.